cười nổi. Anh ba, ông nội sao rồi anh ba? Anh ba, ông nội sao rồi? Tùng, hả? Nội đâu Tùng? Nội sao rồi con? Tùng. Nội đâu? Vẫn còn cấp cứu. Anh ba, tại sao phải đưa nội vào phòng cấp cứu chứ? Bác sĩ chuẩn đoán ban đầu nội bị trúng gió. Thì ra nội bị tim mạch cộng thêm huyết áp cao, nên lúc tức giận nội bị ngất xỉu. Có chuyện gì mà ông lại tức giận như vậy? Phải là mày không? Mày chọc giận nội đúng không? Mày có biết là trúng gió là có thể gây chết người không? Nếu không á là phải bị liệt nửa người. Ông đã già rồi, tại sao mày không chịu nhịn chứ? Mới ra tù mà đã gây cho gia đình rối tung lên như vậy. Bộ mày ghét cái gia đình này lắm hả Tùng? Anh à, sao anh lại nói với con như vậy? Để đâu có muốn đâu anh. Đúng rồi đó ba, cái này cũng là chuyện bất ngờ thôi mà. Ba ơi là ba, đây là bệnh viện, ba nhỏ tiếng chút đi. Tụi bay có biết cái người nằm trong đó là ông nội tụi bay không? Nếu mà lỡ mà có chuyện gì á, mày cút khỏi cái nhà này cho tao. Tôi nín đi. Mọi người trong nhà này đã rối hết cả rồi, con chửi mắng gì con lợi gì chứ? Ba con có khỏe lại không? Nói nội. Nội. Kiểm tra nhịp tim. Nhịp tim 60. Tim đập hơi yếu thưa bác sĩ. Chạy điện mau. Dạ. Ông ấy đã ngừng thở. Ông nhà tôi sao rồi bác sĩ? Đã qua được giai đoạn nguy hiểm rồi, giờ đang truyền dịch cho ông ấy. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác dạ, sĩ không có dạ, gì. Cảm ơn. Vậy là ba con không sao rồi. Tạ ơn trời Phật. Thôi, các con về nghỉ đi, để má ở lại với ba. Dạ. Má à, thôi cả ngày hôm nay má cũng mệt rồi, má về nhà nghỉ đi. Để con nói Quý Nhân nó ở lại trong ông nội, rồi ngày mai con với má vô trong ba. Đâu có được mẹ. Ngày mai con phải đi làm sớm nữa. Ừ. Hay để Quý Tùng ở lại đi, cho đúng nó rồi. Lấy công chuộc tội luôn. Để Tùng ở lại đi mẹ ơi. Dạ, thôi để con ở lại. Con à. Ừ. Ông nội giận nên ông nội mới nói vậy thôi, chứ ông nội thương con nhiều lắm. Con đừng để bụng nghe không? Thôi giờ vậy nè, tất cả tụi con về nhà hết đi, để mình má ở lại thôi. Ba con mấy chục năm nay đâu có ngủ ở ngoài đâu. Má chỉ sợ nửa chừng á ông giật mình thức giấc, thấy chỗ lạ không quen. Vậy thôi cũng được, tụi con về nghe má. Ngày mai con quay lại, má lại cẩn thận nha. Ừ. Thưa bà nội con về. Ờ. Con à. Con. Con đừng có rầy thằng Tùng nha, tội nghiệp với nha con. Dạ, con về nghe má. Con về nghe nội. Ờ. Thưa nội con về. Ừ. Con về nội. Ờ. Mình về đi mẹ. Ờ. Con về nha má. Ờ, con về. Nội ở lại nha, con về trước ạ. Thank you.
Đây là mấy món đồ cá nhân mẹ mua cho con. Trong đây nó có điện thoại di động nữa ha. Rồi chìa khóa xe gắn máy, một ít tiền, với lại bản đồ thành phố nè. Để khi mà con ra đường, con xem. Đường phố bây giờ thay đổi nhiều lắm, mẹ sợ con quen thôi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tùng à, đi ngủ sớm nha, mẹ về phòng nha. Bệnh tình của ba tôi sao rồi bác sĩ? Ông cụ đã khỏe nhiều rồi, tuần sau có thể xuất viện. Nhưng tôi có chuyện này muốn báo với anh chị. Sau khi xem bản X quang thì tôi phát hiện ra ở phần bụng của ông có một cái túi phình ra khoảng 4 cm. Theo chẩn đoán thì đó là căn bệnh phình động mạch chủ bụng. Nhưng đó là bệnh gì bác sĩ? Má, ba, ba khỏe rồi phải không ba? Con có đem vô cho ba bộ cờ tướng với mấy cuốn sách để ba coi đỡ buồn nha ba. Sao? Bác sĩ nói ba làm sao rồi con? Ba, bác sĩ nói từ sau ba có thể xuất viện được rồi đó ba. Ồ, vậy là tốt quá rồi. Bây giờ mặt ba hồng hào rồi đó má. Chỉ mấy bữa trước xanh xao lắm. Ông ơi, ăn nè ông. Tôi là biếng ăn quá. Ba dắt nước cho tôi uống đi. Má, má để con làm cho. Thôi được rồi, má đang lỡ tay má làm cho. Các con ngồi chơi nha. Ông ơi, ông muốn ngọt hay uống dừa vậy? Tôi bị tiểu đường mà bà pha ngọt rồi. Gì tôi biết rồi. Ba đỡ nhiều rồi anh ha. Nội, ông nội tôi tới rồi nè, con có mang đài cho nội. Ông nội, ông nội sao rồi ông nội? Sao miệng của con hôi thuốc lá vậy? Hút thuốc nè. Ủa, con hút thuốc hả? Dạ đâu có. Chắc tại hồi nãy con ngồi quán cà phê á, nhiều sao? Người hút thuốc quá nên con bị bắp mùi á. Sao không lo học hành mà ra quán cà phê ngồi vậy? Dạ thôi, để con bóp chân cho nội nha. Trời ơi. Thôi được rồi được rồi. Nội, con có đem mấy cái đĩa CD với cái máy tới cho nội đó. Ngày nào nội ngủ không được á, nội bấm một cái để nghe nha. Con ngoan lắm. Ba tìm ai vậy ba? Không. Chào ông bà ngoại đi con. Ông ngoại bà ngoại. Con. Trời ơi, tụi con á đi kiếm nãy giờ. Chào anh hai. Đi hết cái lầu 1, cái xong mới lên lầu 2, lên lầu 3, xong đi xuống. Trời ơi, mệt muốn chết luôn vậy đó. Ba ơi ba, bác sĩ nói sao rồi ba? Tàn tạ hết vô. Chắc ba nằm bệnh viện vài ngày nữa, rồi ba sẽ về nhà thôi. Phải không Khang? Dạ. Này tụi con, bác sĩ nói là nội bị cao huyết áp. Các con phải hiếu thảo nghe lời ông, không được làm nội tức giận. Đứa nào mà chọc giận nội là ba cắt tiền xài hàng tháng, khỏi kiện cáo gì luôn nha. Ông ngoại bị sao ông ngoại? Ngoại đừng chết nha. Con thua ông ngoại nhiều lắm. Ông ngoại không sao đâu. Bóp. Tay của ông ngoại bóp, bây giờ bóp, còn nhức mỏi lắm. Bóp. Cô ba à, sao cô ba tới trễ quá vậy? Hẹn 5 giờ mà tới 7 giờ cô ba mới tới. Trời ơi, đâu có. Gia đình cô á ra khỏi nhà rất sớm. Mà trời ơi, bị kẹt xe. Nguyên một con đường á, nó kín mít xe. Nhìn cái đường á, giống như là cả một biển xe. Đâu có kẹt xe đâu mẹ. Con nhớ con ra khỏi nhà lúc 6 giờ rưỡi, sau khi ăn cơm tối xong mà. Nín, con nít biết gì nói. Thì ra là 6 giờ rưỡi mới ra khỏi nhà, cho nên 7 giờ tới là đúng rồi.
Ai nói 6:30 tới? Tại thằng Quý nói lộn, hơi đầu ngang nít. À, thật sự á là gia đình con đi từ lúc 5 giờ. Trời ơi, nhưng mà ngoài đường á bị kẹt xe, chạy vòng. Nhưng mà nhờ anh Thiện đó, ảnh thông minh, ảnh sáng trí, canh vô trong cái hẻm, à, cho nên đi lâu mất 2 tiếng mới tới đó má. Nhờ con đi vòng như vậy mà 2 tiếng mới tới đây. Hèn chi giá xăng dầu tăng là nhờ gia đình con á. Đúng rồi nội. Đúng rồi. À, dạ dạ, là tại vì gia đình con á tìm cái tiệm tập quá, à, mua sữa cho ba. Ba, nè, ba uống đi ba. Con mua sữa cho ba nè. Nè, ba uống đi. Ba. Ủa, sao nó lạnh ngắt vậy nè? Tại mẹ mua từ hôm qua, bỏ trong tủ lạnh mà. Hả? Trời ơi. Thì ra là vậy. Mấy người á, mấy người thiệt tình á, chăm sóc ông, chăm sóc ba sao mà kỳ vậy? Chăm sóc sao mà để ba vô tới bệnh viện luôn? Chăm sóc người già là khó lắm nghe chưa? Không những chăm sóc sức khỏe mà còn chăm sóc tinh thần nữa. Nè, trời ơi, tưởng đâu tôi mặc áo dài là sướng lắm sao? Mệt lắm. Nhưng mà tại sao? Tại vì ba thích, ông thích, cho nên tôi phải mặc cho ba vui lòng. Ba nói người phụ nữ mặc áo dài thì rất là đẹp, mà tất cả những cái đẹp này, dịu dàng này là có trên con hết. Đó, má thấy chưa? Ủa? Thằng Tùng đâu? Sao không thấy nó? Rồi, làm lỗi, rồi sợ, rồi trốn mất tiêu luôn. Anh hai à, không phải là em dạy anh nha, nhưng mà anh phải dạy con anh. Anh phải nên khuyên bảo nó, phải dạy dỗ nó. Cái gì? Mới vừa ra tù xong chọc cho ba vô bệnh viện. Trời, để cái tay xuống coi. Trời, để em nói. Đó, vậy đó, không biết sau này còn làm chuyện gì động trời hơn nữa. Mà nó vô đây xin lỗi ba chưa? Con nói đủ chưa? Con nói liền liền như con sáo vậy. Ba không có mệt, mà ba nghe con nói ba nhức đầu quá. Con cũng nhức đầu từ nãy giờ đó ba. Nội à, thật ra con biết á, là cô ba rất là thương nội, cho nên cô ba mới lo cho nội như vậy đó. Nhưng mà cô ba nè, mốt á, cô ba ít nói chút xíu đi. Là cô ba thể hiện tình yêu thương nội nhiều hơn đó. Ba, vợ chồng con tới đây thăm ba. Nếu mà ba không thích á, thì vợ chồng con đi về, chứ cần gì phải nói vậy đâu ba. Ông ơi, ông có mệt chưa? Để cho tất cả mọi người về cho ông nghỉ. Tối nay ông có cần tôi ở lại đây với ông không? Ba, để vợ chồng con ở lại với ba. Ừ, vậy đi ba. Tụi con về lo đi làm. Ở đây đã có bác sĩ y tá rồi, mọi người ở đây chẳng giúp được gì, chỉ làm tôi nhức đầu thêm thôi. Thôi, bé Quý, về đi, về hết đi. Chào ông ngoại bà ngoại rồi về ngủ sớm, mai đi học. Thưa ông ngoại bà ngoại, con về. Về thưa đi con. Hai mợ hai, con về. Thưa các về anh chị đi. Em về. Dạ thưa má con về. Anh chị hai em về. Dừng ba về trước hay ba đó. Dạ thưa ba con về. Ba dán giữ gìn sức khỏe nha ba. Trước đi. Tính khí trước sau y như một mà. Có chồng có con rồi cũng không thay đổi. Nội à, người ta thường nói á là giang sơn dễ đổi mà bản tính là không bao giờ đổi được đâu nội. Anh còn nhớ một câu nữa là ở quen thôi, nói thì quen sáo. Đúng rồi, ông xã em hay quá à. Nè mấy đứa à, dù sao đi nữa thì cũng là cô của mấy con. Nói cũng phải biết phân biệt lớn nhỏ nghe chưa. Phải biết tôn trọng người lớn chứ. Nếu mà các con thích á, thì ông tặng cho các con một câu: chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ trả lời cả họ mấy thơm. Hả? Ông nội hay quá. Ông nói hay quá. Ông đang bệnh đó. Thôi mọi người về nghỉ đi, tôi cũng mệt lắm rồi, tôi muốn nằm nghỉ một chút. Ông nội con về. Bà nội con về. Con về trước nghe ba má. Thưa nội con về. Thưa ông nội bà nội con về. Ông nội ở lại nghỉ, con về trước nha. Đi về. Thưa nội con về. Bà cũng về đi. Nè chờ chị về. Ba, sáng mai hai vợ chồng con vô thăm ba. Bây giờ ba nghỉ đi. Ba lại nghỉ ngơi.
Đi vậy em. Chào bác sĩ. Chào bác Toàn. Có chuyện gì không bác? Tôi muốn gặp riêng bác sĩ để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của tôi. Con trai và con dâu chưa nói cho bác biết à? Nó có nói chút chút hả? Nhưng tôi muốn biết nhiều hơn nữa. Thôi được rồi, mời bác vào phòng tôi. Dạ cảm ơn. Ba, sao ba còn ngồi ở đây? Hai đứa con cứ về đi, lo công chuyện. Ba muốn ngồi đây hóng mát một chút. Ba, ba đói chưa? Con lấy cháo cho ba ăn nha. Khi nào đói, ba tự lấy cháo ăn được mà. Nhưng mà ba coi chừng gió đó, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của ba. Thôi, hai đứa cứ về đi. Được rồi, ba cứ nghỉ ngơi đi, lúc tối con vào viện lại. Thôi đi em. Ba, con để cháo trên bàn á, ba nhớ ăn cho nóng nha. Anh ra lấy xe. Qua. Dạ. Đi vô phòng á, lấy cho ba bộ cờ tướng đi. Dạ dạ, con lấy cho. Này người tình nhỏ, nếu em là chim thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lòng. Còn người tình nhỏ ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu em là cây thì tôi xin nhổ cây đem về trồng. Còn người tình nhỏ ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu em là người tranh thì tôi xin để tranh treo đầu giường. Còn người tình nhỏ ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu em làm mây thì tôi không để mây bay lạnh lùng. Còn người tình à, nhỏ ước mơ gì không, ước ở đây mơ á, gì là nơi không. Bệnh viện đang cần sự yên tĩnh. Ông muốn hát gì thì phải giữ ý tứ một chút, để người khác họ còn nghỉ ngơi nữa chứ. Đây là cái bài hát mà tôi sẽ hát để mà chúc mừng sinh nhật cho bà xã nhà tôi. Vậy cho nên tôi cần phải luyện giọng để tạo sự bất ngờ cho bà mà. Cái chuyện vợ chồng của ông á, muốn bày tỏ gì á thì về nhà mà bày với tỏ. Còn ở đây á là nơi công cộng của tất cả mọi người, chứ không phải là công cộng của hai người. Ông hiểu chưa? Ông nói vậy là sao nè? Chẳng phải là ông cô đơn nên ông ganh tị với những người khác được quan tâm mà. Nhìn cái mặt ông kìa, lúc nào cũng cao cao co co, nhằn nhằn nho nho, nhìn thấy bất chán. Nè, tôi nói cho ông biết nè, tôi đem tình yêu của tôi san sẻ cho mọi người và cho cái ông nữa đó. Cái gì? Ông nói tôi không có gia đình quan tâm hả? Nhìn mặt ông là biết rồi, già cô đơn. Tôi nói cho ông biết nè, tôi có một vợ, hai con và năm đứa cháu đó. Vậy thì càng tội nghiệp cho ông nữa. Một vợ, hai con, năm đứa cháu, mà đủ chúng đi hết rau. Vậy thì cô đơn toàn tập là đúng chưa? Sao ông biết? Thì hồi tối này vô tình tôi đi ngang qua phòng bệnh của ông, rồi vô tình tôi mới ngó vào bên trong, rồi vô tình tôi mới thấy được ông đang chửi bọn họ, cho nên là vô tình tôi mới biết được. Ông vô tình hơi nhiều đó nghe. Sao không nói ông là người nhiều chuyện, chuyên đi dòm ngó chuyện nhà của người khác vậy?
Vậy là ông công nhận già này nó nói đúng phải không? Đúng không? Đó là chuyện riêng của gia đình tôi, không cần ông phải nói tới. Già cô đơn, già cô đơn. Hả? Ông nói cái gì? Hả? Miệng tôi muốn nói gì mặt tôi, không cần ông phải biết. Ông... Già cô đơn. Có chuyện gì vậy ba? Già cô đơn. Không có chuyện gì đâu. Con đi về trước đi, đưa cho ba. Dạ, cờ tướng của ba nè. Dạ, con đi nha ba. Dạ, cô đơn. Dạ, cô đơn. Này người tình nhỏ, nếu em là cây thì tôi xin ra để trồng tắt tôi sẽ nhổ cây đem về trồng. Này người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Theo bản X quang cho thấy thì cái túi phình của ông là khoảng 4 cm. Đây là một dấu hiệu xấu, tức là thời gian sống còn lại của bệnh nhân chỉ có khoảng 5 năm. Vậy có cách nào chữa trị không thưa bác sĩ? Sao vậy? Sao nước mắt chảy vậy? Dạ, tại con sắt của anh bị cay mắt mà. Coi, đang sắt cà rốt mà. Nè, nồi cháo trào nữa kìa. Bữa nay con làm sao vậy? Làm như người mất hồn vậy đó. Alo? Cái gì? Thằng Dũng nó lại đánh vợ nữa hả? Được rồi, mấy anh mời nó lên phường đi. Tôi tới liền nè. Rồi ngồi chơi cờ tướng mình vậy. Xanh nhiều quân hơn chiếm ưu thế, xanh sẽ xuống pháo chiếu rồi đưa chốt nhập vào cung, khiến cho tướng đỏ không cùng. Nhưng bây giờ á, tới lượt quân đỏ đi. Đỏ đi hả? Vậy thì phải đánh thế này. Nhờ đỏ đi trước cho nên tình thế đảo ngược. Nhờ đoàn đánh thẳng vào tướng ở đối phương. Đoàn này gọi là đoàn điệu hổ ly sơn, làm cho xe của đối phương rời khỏi vị trí uy hiếp của mã đỏ. Để rồi sau đó xe mới phối hợp với lại mã. Rồi mới đánh thẳng xuống để chiếu bí tướng đối phương. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra chứ? Hồi nãy giờ tôi đang tìm cách chiếu thẳng vào tướng, nhưng cứ bị vướng cái con xanh này nè, nó chiếm thế thượng phong, nên không biết thế nào mà giải dây được. Cái kế điệu hổ ly sơn của ông á, giỏi lắm. Nè, đánh cờ tướng phải hai người nó mới hứng thú, đánh mình ông sao hứng thú được. Vậy á, tôi đấu với ông một ván nha. Được thôi. Con chào bác. Con gái. Dạ. Đây là gái nuôi tôi á. Chào cháu.
Nãy giờ ai thắng gì ba? Thì quân xanh đang bao vây quân đỏ tứ phía luôn nha. Phải rồi, quân xanh đang bao vây. Cháu cũng biết chơi cờ nữa hả? Dạ, con cũng biết sơ sơ thôi ạ. Cũng nhờ ba Từ con dạy đó. Nhờ tôi chỉ cho nó đó. Thì cả nhà tôi ai cũng biết đánh cờ hết đó. Kể cả vợ tôi rồi thằng con trai của tôi nữa. Tôi cũng truyền bí kíp cho nó hết rồi. Vậy là gia đình đại cao thủ rồi. Thôi, tôi xin chịu thua. Thua không? Có gì mai sẽ tái đấu tiếp nghe. Rồi, nếu mà thích thì tôi sẽ chịu. Mà hồi nãy giờ chơi, tôi quên hỏi ông bị bệnh gì mà vô nằm viện vậy? Tôi bị bệnh tiểu đường, rồi cao huyết áp. Cao huyết áp? Rồi ruột thừa nữa. Trời ơi, vậy chừng nào ông xuất viện? Chừng nào bệnh nó hết là tôi xuất viện. Hết bệnh là xuất viện chứ có gì đâu. Bà của cháu á, ngoài cái chuyện chơi cờ giỏi rồi mà lại còn tiếu lâm nữa. Nè, chứ ai như ông vậy? Cái mặt cứ đăm đăm mà. Phải cười nhiều như tôi vậy nè, em thì nó mới mau hết bệnh. Thôi, hai cha con ăn cơm đi. Tôi đi về phòng. Về nghỉ ha. Chào cháu. Dạ, con chào bác. Rồi nào rảnh chiến đấu nữa em. Được rồi, cứ yên tâm đi. Ba ăn cháo đi ba. Cháo ngon quá. Cảm ơn con lo cho ba nghe. Ba ăn nhiều cho khỏe nha. Alo, cô Tý hả con? Con ăn cơm chưa? Con nghe lời mẹ không? Ông khỏe, đưa má cho ba con nghe đi. Hả? Gì? Con nhớ ông hả? Ông cũng nhớ con lắm. Nhớ kêu ba mẹ dẫn con tới thăm ông nghe. Hả? Nào đó, Út hả? Sao rồi? Học hành ra sao? Nè, đừng có thức khuya quá rồi ảnh hưởng tới sức khỏe nghe chưa? Hả? Lan hả? Ba khỏe. Ba đang làm gì hả? Ba đang đánh cờ với ông già mới quen trong bệnh viện nè. Nè, ngày mai cả gia đình kéo lên thăm ba đi, chứ để nói chuyện điện thoại hoài tốn tiền lắm nghe không? Vậy tụi con ha. Sao rồi? Nãy giờ cũng chưa nghĩ ra được cái nước nào để mà phá giải hả? Tôi đang nghĩ cách đây. Rồi nghĩ đi. Nữa, ai đây? Hả? Ba nghe nè. Biết rồi, biết rồi. Ba sẽ nhớ uống thuốc đúng giờ mà. Ba hứa. Rồi, vậy ha. Con cháu của ông á, nó quan tâm tới ông quá ha. Ngồi có chút xíu à mà điện thoại reo liên tục vậy. Phiền phức tôi thì có. Tụi nó coi tôi như bọn trẻ con vậy. Nào là nhắc uống thuốc, rồi nhắc tôi phải mặc áo ấm kẻo lạnh. Còn bác sĩ thì dặn tôi phải ăn cho thiệt nhiều trái cây để có nhiều vitamin. Nên là đem cả thùng trái cây lên để bắt tôi phải ăn. Ăn đâu nổi. Cái đầu đem cái máy sinh tố lên, cái đầu nó xay cho nhuyễn ra. Rồi bắt tôi phải uống hết. Trời ơi, tôi nói thiệt. Rồi bây giờ tôi nhìn thấy trái cây rồi tôi ớn tới nổi da gà luôn. Tụi đó quan tâm đến ông nên mới làm vậy. Ông hạnh phúc quá trời rồi. Được con cháu mà yêu mến như vậy là tốt lắm đó ha. Mình già rồi, sống được bao lâu nữa đâu ông ơi. Tôi nói thiệt là tôi chỉ mong mà con cháu tôi nó được mạnh khỏe. Đó, rồi hàng ngày sum họp ăn bữa cơm thân mật không. Rồi hàng quyên tâm sự. Được vậy là tôi thấy tôi hạnh phúc rồi. Nhưng ông làm sao mà tụi nhỏ nó thương mến ông dữ vậy? Tôi thấy con cháu tôi nó xa cách tôi quá chừng. Mà tôi không hiểu vì sao nữa. Nè, phải cười nhiều lên chút. Bớt khó tánh, đừng
sao có vậy nữa. Bọn trẻ bây giờ nó chịu ngọt lắm, tụi nó dễ dụ như con nít vậy đó. Dụ hả? Ừ, thì nó thích cái gì mình lấy cái đó mình dụ nó. Thấy bọn nó lớn xác vậy chứ như con nít vậy đó. À, nè, con cháu nhà ông á, nó thích cái gì? Chắc là tiền. Vậy hả? Là cái mà tụi nó quan tâm nhiều nhất. Vậy ông cũng dùng cách này để dụ tụi nó sao? Tôi hả? Thì tôi nói ông là đứa nào ngoan hiền, hiếu đạo, tôi sẽ chia đất cho nó nhiều hơn. Còn đứa nào phá gia chi tử, cắt đất, cắt hộ khẩu. Vậy thôi. Ông không nghĩ tụi nó quan tâm đến ông là chỉ vì đất đai mà ông để lại cho tụi nó? Như vậy là chứng tỏ tụi nó không thật lòng quan tâm đến ông rồi. Ông sai rồi. Ông đâu phải tụi nhỏ đâu mà ông biết nó thích cái gì. Điều quan trọng là tôi là cha của tụi nó, thì tùy nơi tôi muốn xử tụi nó thế nào thì tôi xử. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là không bao giờ tôi để cho tiền bạc mà nó cắt đứt đi tình nghĩa ruột thịt đâu. Nè, Nho Giao có câu: tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nè, tề gia như trị quốc thôi. Thấy không? Nè, cứ coi như bàn cờ này. Thấy không? Là gia đình của ông đi. Con cháu ông là những quân cờ này. Còn ông là một vị tướng. Tướng mà có tài điều binh thì gia đình sẽ bình ổn, không chiến tranh. Vậy thôi. Nè, chỉ cần ông đi một nước cờ sai thì bại cả gián cờ. Ông quyết định cách nào là tùy nơi bản thân ông lựa chọn. Đó là tôi chỉ góp ý thôi. Còn tôi thì chính bản thân tôi cũng chưa chắc là mình đúng hay sai mà. Đôi khi phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm ông ạ. Nhưng mà tôi cũng thấy là người xưa thường hay dùng cái chiêu dĩ độc trị độc. Ví dụ như đến cờ tướng nè, nếu như ông muốn bảo vệ ông tướng thì bắt buộc ông phải hy sinh con xe thôi. Ông mở miệng ra là cả chùm Nho rồi. Vậy là biết nói giỡn rồi hả? Nè, chiêu tướng đó, ông thua rồi nghe. Ông thua rồi đó nghe. Tại hồi nãy giờ lo nói chuyện không để ý nên ông mới thắng tôi đó chứ. Chút nữa đánh cho ông không còn manh giáp nào mới thôi. Cái này phải gọi là dùng cái chiêu mà Dương Đông kích tay đó, biết không? Ma, ma định gọi cho ai vậy ma? Má định gọi cho ba con, hỏi cái ông ăn uống gì chưa. Nhưng mà sợ ông nói là phiền phức. Mà sao má thấy thằng Tùng tối ngày nó ở trong phòng không vậy? Sao nó không ra ngoài vậy con? Con cũng không biết nữa, nó cứ lầm lì lì hoài má. Con cũng không biết làm sao cho nó vui vẻ hơn được nữa. Chè nấu xong rồi, để tôi bưng lên cho cậu Tùng nha. Được rồi, chị đưa cho tôi đi. Dạ. Ma, thằng Tùng nó thích ăn chè đậu xanh lắm, con đem lên cho nó nha. Ừ. Tùng à, mở cửa cho má đi con. Má có nấu chè đậu xanh mà con thích ăn nè. Mở cửa đi con.
sao vậy? Con kêu cửa hoài mà nó không mở cửa gì hết trơn. Chắc nó ngủ rồi má. Thôi để má ăn nha. Bỏ uổng. Muốn quan tâm một người sao má thấy khó quá. Ông đánh cái nước cờ này thật là hiểm. Dồn tôi vô bước đường cùng rồi. Vậy ông có cần tôi đánh lại nước này không? Không. Đánh cờ mà nhường người khác là xem thường địch thủ. Nhất định tôi phải phá vỡ nước cờ này. Rồi ông cứ đánh. Nè, sao ông không nói con cháu ông cho nằm cái phòng một người? Chứ còn ở đây ồn ào quá, làm sao mà nghỉ ngơi? Sống một mình trong cái phòng to như phòng ông nghe hả? Thôi, cho tôi xin đi, buồn lắm. Tôi không có chịu nổi sự cô đơn. Sống ở đây tuy ồn ào, nhưng mà mình thấy mọi người đi qua lại rồi trò chuyện với nhau, nó có hơi ồn ào. Nhưng mà mình cảm thấy mình còn sống ở trên cõi đời này. Ông vào đây dưỡng bệnh hay là vào đây ngắm người khác? Ông đúng là khác người á. Mà sao tôi không thấy con cháu ông tới thăm ông vậy? Mấy bữa nay ngoài cái người con gái nuôi ra, tôi không thấy ai tới thăm ông hết hả? Đúng à. Sao tôi cũng cảm thấy điều này lạ. Sao cứ mỗi lần ông về phòng ông là vợ con tôi lên thăm tôi à? Chắc là hai bên không có duyên gặp nhau. Thôi được rồi, khi nào gia đình tôi tới thăm tôi kêu ông qua chơi ha. Nè, có cái này tôi cũng muốn khoe với ông. Cái gì vậy? Để trong này mà rồi quên. Đây là gia đình tôi nè. Tôi nè, vợ tôi nè. Xung quanh này là các con tôi. Thấy sao? Hạnh phúc không? Cái hình nó cũ quá rồi. Mà sao không nói gia đình đi chụp cái mới? Tính là khỏi bệnh là kêu mấy đứa đi chụp. Tối nào tôi cũng thấy họ trong giấc mơ. Hả? Ông nói cái gì vậy? Đánh đi chứ. Nghĩ ra nước giải chưa? Suy nghĩ lâu quá. Thôi, tôi đi vệ sinh rồi đó. Chúc tôi ra, ông phải suy nghĩ cho ra nghe. Nè, mấy cháu. Các cháu muốn giỡn thì ra ngoài sân vườn mà giỡn. Ở đây người lớn cần phải được nghỉ ngơi. Ồn ào quá chịu không nổi đâu. Đi, đi ra ngoài đi. Yo, 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 yo. Ủa? Đây là cái điện thoại đồ chơi của con nít mà. Nhẹ cả người. Sao rồi? Con nghĩ ra được cách giải của nước cờ này chưa? Tôi đang tìm cách phá giải đây. Nè, ông chưa thấy nhưng mà tôi thấy được nước giải ván cờ này rồi á. Đúng là người ngoài cuộc sáng hơn người trong cuộc. Ủa, ông bị sao vậy? Hả? Đau, đau quá trời. Hả? Có chuyện gì vậy bác? Con đi kêu bác sĩ liền giùm đi. Dạ. Mau. Ông có sao không? Ông có sao không?
Thưa bác sĩ, ông ta bị sao vậy? Bệnh của máy đã đến giai đoạn cuối rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Bác sĩ nói cái gì? Không sống được bao lâu là sao? Bác ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối. Vậy mà ông ta nói với tôi á, ông ta chỉ bị huyết áp với lại đau ruột thừa thôi. Bác cũng tin lời nói của người mắc bệnh tâm thần sao? Và em biết anh.